Vâng, tí rơi cái đô la của em xuống mương thì các bạn rất là vất vả. Đấy, hành trình đi lắp không hề đơn giản các bác ạ. Đến được các bác và anh em mà lắp được tại nhà thì quá tuyệt vời. Đấy, sau quá trình hành trình khá là gian nan và đến được nhà anh Việt và lắp cho anh một bộ combo cực kỳ vip, các bác có thể nhìn thấy không ạ? Một con súp Wiwood F1500 màu con gỗ cực sang chảnh, uy lực và kết hợp với một đôi loa Wiwood VK720 màu xanh coban đang rất là nổi, đang rất là hot hiện nay, đang được gọi là sự chất lượng số 1 về phân khúc bass 40 và kết hợp với một đẩy lên vang DSX7. Nghe nhạc thì quá là chi tiết, hát karaoke cực kỳ ngọt ngào, không còn gì để chê. Và một bộ mic Wiwood VK321 bản Black cũng là màu đen mới nhất hiện nay để đi kèm với đôi loa Wiwood VK màu xanh coban. Đã tìm thấy video karaoke cho. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc được thể hiện bản karaoke trên combo mà anh Việt anh đã chọn lựa. Vâng, rồi các bạn vui lòng đeo tai nghe nhá. Và sau quá trình anh test thì anh Việt đã rất hài lòng và anh chuẩn bị thanh toán cho bên em, bàn giao xong và bên em lại lên đường đi lắp một bộ ở Thái Nguyên đấy ạ. Vâng, rất là cảm ơn anh Việt và chúc anh Việt và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.